Ngày 27 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Điều 70 dự án luật quy định người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều 9 hoặc quy định khác của luật này, tùy theo tính chất mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật người trung đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư quyền khai thác khoáng sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trung đấu giá dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy tùy theo tính chất mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm trình bày báo cáo giải trình tiếp thu về vấn đề này trước đó chủ nhiệm ủy ban kinh tế vũ hồng thanh cho biết dự thảo luật chỉ quy định chế tài xử lý đối với trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất quyền khai thác khoáng sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trung đấu giá. Vì đây là hai loại tài sản đặc thù có giá trị lớn, ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản, chứng khoán, giá cả vật liệu xây dựng. Do đó, việc bổ sung quy định cấm người trung đấu giá đối với những tài sản này tham gia đấu giá trong thời hạn nhất định, tùy theo tính chất mức độ vi phạm, nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực gây lũng đoạn thị trường, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc hoặc thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong đấu giá tài sản. Theo luật thủ đô sửa đổi, công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng hay xây trên đất bị lấn chiếm thì chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được áp dụng biện pháp cắt điện nước. Ngày 28 tháng 6, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thủ đô sửa đổi với 462 trên 470 đại biểu tán thành. Luật thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua gồm 7 chương với 54 điều sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trừ một số quy định có hiệu lực thi hành muộn hơn từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 như thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa, việc thử nghiệm có kiểm soát. Tại đạo luật này, Quốc hội đồng ý cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn nhưng không quá hai lần mức tiền phạt chung do chính phủ quy định, không vượt quá mức phạt tối đa theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với một số hành vi vi phạm hành chính tương ứng. Mức phạt trên được áp dụng trong các lĩnh vực văn hóa quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm giao thông đồng bộ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Trong trường hợp thật cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước với công trình cơ sở sản xuất kinh doanh trong một số trường hợp. Dẫn quy định tại điều 14 của hiến pháp, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Cơ quan thường trực của Quốc hội cho rằng dự thảo luật xác định cắt điện nước là biện pháp để bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội vẫn hoàn toàn phù hợp. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69-2024 NDCP quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Từ ngày 1 tháng 7, công dân Việt Nam thuộc các đối tượng sau sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã được cấp thẻ căn cước, được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi có nhu cầu. Công dân Việt Nam dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước, được cấp tài khoản định danh mức độ 1 khi có nhu cầu. Như vậy, điểm mới đáng chú ý của Nghị định 69/2024 là việc trẻ dưới 14 tuổi cũng sẽ được cấp riêng tài khoản định danh điện tử dành cho mình mà không phải đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha mẹ hoặc người giám hộ như quy định hiện hành. Tùy vào độ tuổi mà mức độ của tài khoản định danh điện tử của đối tượng này sẽ khác nhau.